Vẫn như quay. Bệnh biết bệnh gì giờ? Còn khoảng 15 cây nữa tới Hồng Ngự. Không, bây giờ còn 13 cây rồi. 13 cây nữa tới Hồng Ngự cho nên bắt lên để chuẩn bị quay Hồng Ngự thôi. Tới Hồng Ngự chúng ta sẽ có điểm dừng chân số 2 hả? Điểm dừng chân số 2 hả? Chân ăn tối. Rồi cả nhà đang vô cầu Thống Nhất rồi, chuẩn bị vô tới Hồng Ngự nha bà con. Cái cầu Thống Nhất rồi bà. Đây qua chân chim. Đúng rồi. Hồng Ngự rồi đó ba. Tới Tân Hồng rồi. Tân Hưng qua rồi. Tân Hồng, Tân Hồng. Hồi xưa. Rồi tới cầu Ba Ánh Minh ơi, cầu Ba Ánh Minh ơi. Anh biết cầu Ba Ánh Minh. Chuyến đi từ sáng sớm 5 giờ sáng cho tới giờ, mặc dù là hành trình rất là xa. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua Tây Ninh rồi về tới chuẩn bị vô tới Hồng Ngự, nhưng mà thấy mọi người sức khỏe tràn trề, còn vui vẻ cự lộn đánh lộn nhau y theo ở trên xe. Tràn gì nổi mà rượu dế mà tràn. Rồi đó. Mặc dù chúng ta ở đây không thấy mặt, toàn là những bóng đen, có hai cái bóng đèn ở phía sau gọi lên. Nhưng mà chuẩn bị vô Hồng Ngự nha, chúng chắc phải 5 phút nữa bắt đầu ha. Hồng Ngự 2 km nữa, cho nó 5 phút đi mẹ ơi. Chứ mẹ tiên đoán 2 phút mà nó bắt tài chạy tuột quần luôn á. Rồi chuẩn bị lên cái cầu này là cả nhà tới Hồng Ngự nha. Rồi cái khách sạn Đông Phương là hồi xưa mình ngủ đó đó hả? Bên trái. Đối quá rồi, mất phương hướng rồi. Không, hồi xưa mình đi bên kia qua thì đúng là tay phải đúng rồi. Bên trời để thấy không ta? Đề nghị quý khách mang vét vào. Đây được không? Đây cà phê. Ồ, quán cà phê lớn kìa ha. Đất cái đất hùm này ăn chơi dữ quá. Vậy đi vỗ tay kìa hả? Quán trường Hồng Ngự hả? Quán trường Võ Nguyên Giáp hả? Đây có mát đây hả? Phát triển quá ha, đâu mình về đâu có hết rồi. Bên tay phải cà phê lớn nữa nè. Bích cà phê đây mới khai phá cho hồi xưa đâu đây lụp sụp không. Vậy hai em phá hả? Hai. Hai em khai hả? Nãy chạy mé xong không báo bác tài quẹo luôn. Dưới quán nào ăn rồi thì vô ăn lại thôi gì đó. Lại là ngay nhắm. Có đứa cười kìa.
hơi bụng rồi cứ chạy lòng vòng. Bắt tài mà bực mình cái là bắt tài thả xuống hết bắt tài vừa về Sài Gòn à. Đâu chỗ nào này hả? Quay ông nổi rồi. Giúp cầu rẽ phải. Quán mặt thủy. Huynh đệ kìa. Rồi Thủy Mộc tới rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được quán ăn. Yeah. Bên trái. Thủy Mộc bia Sài Gòn. Bắt tay cái chạy vô quán đi, có thằng Minh nó lo hết. Quán này cũng tương đối là lo chứ. Không được hả? Một cái quán này đối diện với Đông Phương nè. Cái miếng đất này ngày xưa mình đứng mình coi nè Minh. Đùa đó, miếng đó hồi đó trống rồi. Ờ, không, miếng đất nó trống chưa. Trời ơi, Đông Phương khác mà luôn. Xong đi bộ luôn. Xong bộ luôn. Nó hồi đi liên hệ sẵn luôn. Tưởng ở đâu xa lạ ha. Dũng hai ai ngờ tưởng gì, tưởng đi 2-3 tiếng ai ngờ nó nằm kế bên. À. Hai năm trước hả ta? Phải 2 năm không hả? Đâu 2-3. Đâu 2 năm trước là con hỏi Dũng ba mà. 2-3 năm trước thì Abo có dịp về đây rồi. 3 năm trước. Khách sạn Đông Phương ngủ 4 tiếng đi. Đi coi. Rồi, vô luôn đi. Ở ngoài cái chỗ đó, vô coi lại cái chỗ. Sao bao nhiêu lúc chờ. Rồi, đi vô con. Gạo. Con gạo biết đây là đâu không? Chúc mừng gạo đến với Hồng Ngự. Cách đây mấy năm là ba với mẹ con ở đây nè con. Kế bên nè. Con. Cái miếng đất đó lúc đó mình đứng mình coi miếng đất này nè cha. Chờ xe quay đầu. À. Chờ mày đâu.